Ngày 19 tháng 3 năm 2020, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa nội soi lấy 3 đoạn ống thông CC bị đứt trong niệu quản người đàn ông. Bệnh nhân nói trên là ông VH, 56 tuổi, ngụ xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Ông H nhập viện trong tình trạng đau lưng nhiều kèm theo tiểu máu. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có ống thông CC bên trái bị đứt thành 3 đoạn. Trên thành ống thông bám nhiều sạn, nhất là ở hai đầu ống. Ngoài ra, bệnh nhân còn có một sỏi niệu quản bên phải to khoảng 2 cm. Nhận thấy đây là một ca phức tạp nên các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi, lấy sỏi niệu quản bên phải cho bệnh nhân, tiếp theo là tán sỏi nội soi. Đồng thời cũng bằng phương pháp này, các bác sĩ đã gấp ra được 3 đoạn ống thông CC bị đứt trong niệu quản. Hiện tại tình trạng sức khỏe ông H đã ổn định, giảm đau lưng, nước tiểu vàng trong, sẽ được xuất viện vào ngày mai. Theo bác sĩ CK2 Nguyễn Phước Lộc, trưởng khoa ngoại thận tiết niệu cho biết, ống thông CC là một ống rỗng bằng nhựa dẻo, được thiết kế đặc biệt dùng đặt vào niệu quản sau phẫu thuật sỏi thận, niệu quản hoặc tán sỏi niệu quản nội soi, để chuyển lưu nước tiểu từ thận xuống bàng quang nhằm tránh các biến chứng như đau sau mổ do sót mảnh sỏi nhỏ di chuyển xuống, do xì nước tiểu kéo dài, hẹp niệu quản. Thời gian lưu thông ống CC trong cơ thể tối đa là 3 tháng đến 1 năm, tùy vào đặc điểm của mỗi ống thông và theo chỉ định của phẫu thuật viên. Thông thường, ống này sẽ được lấy ra trong vài tuần sau mổ. Tuy nhiên, bệnh nhân này không tái khám và để ống CC trong thời gian để quá dài, đã tạo sỏi xung quanh đầu ống thông hoặc dọc theo ống thông, nhiễm trùng đường tiết niệu, ống thông bị đứt nhiều đoạn gây đau, tiểu máu. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân nên đi khám đúng lịch hẹn để được rút ống CC kịp thời, tránh trường hợp lưu thông ống quá lâu trong cơ thể sẽ phát sinh nhiều biến chứng gây khó khăn cho việc xử trí rút ống, thậm chí phải mổ để lấy ống.